Xin chào quý cô bác và anh chị. Hiện tại thì Hương đang có mặt tại cơ sở trị liệu xương khớp Hoàng Phúc Thống ở địa chỉ số 29 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Và sau đây mời mọi người cùng lắng nghe những chia sẻ của Di Thục, là một khách hàng ở Quy Hợp đã đến và sử dụng dịch vụ trị liệu tại Hoàng Phúc Thống ạ. Chào chào Di Thục. Vâng, chào cháu. Dạ. Dì năm nay 60. Đúng Dì đang sống ở khối 8 thị trấn Quy Hợp. Dì là ngày trước là dì ở nhà là có một cái chị là chị Hằng, chị cũng xuống đây trị liệu rồi. à Nên là chị điều trị có hiệu quả, cho nên là về chị lại gọi dì. Chị à nói với dì đi. à Dì là trước kia là dì bị đau thoái hóa với thoát vị địa điểm cổ với lại cột sống thắt lưng. dạ Chèn kép cả tay tê bì tay, dạ rồi đau khuỷu tay, dạ rồi đau khớp gối, dạ đau lưng này, đau mông này, đau xương hông, nói chung là đau nhiều lắm. Nói chung là chỗ nào cũng Chỗ đau. nào cũng đau. Dì đau lâu rồi, mất ăn mất ngủ nhiều lắm, đi lại khó khăn. Đi lại rất khó khăn, mình mất ngủ nhiều. Bác sĩ Nói ơi. chung là dì đi, chị đi châm cứu ở bệnh viện, để đi khám ngoài viện ở ngoài Hà Nội cũng có rồi, nhưng mà cũng chỉ khám để lấy thuốc tây thôi, nhưng mà cũng được thời gian ngắn, cũng chẳng ăn thuốc. Dì đến trước khi mà dì đến đây thì là cũng lo, nhưng mà qua quá trình một thời gian điều trị ban đầu đấy thì đến hôm nay là cũng đã gần kết thúc rồi, thì dì thấy cái điều kiện nó cải thiện rất là mạnh, rất là nhanh. Đến bây giờ mà nói là phải được đến 80% rồi. 80%. Nói chung là đi lại nhẹ nhàng dẻo rồi, không có đau, không có vận động vô tư rồi. Rồi trước khi mà dì mà chưa điều trị là dì đi lại là vẹo vẹo người một bên này, nghiêng nghiêng người một bên này, gù lưng này đấy, rồi là cái khớp xương cổ nó vẫn lồi vẫn đau này, với lại đầu gối đi là mình lên cầu thang là vẫn bò cái đầu gối khó đi đấy. Sau là khoảng nửa thời gian điều trị nên là dì lên xuống cầu thang này, đi lại là dì thấy dẻo thấy nhẹ rồi. Bây giờ là cái lưng thẳng rồi đúng không? Rồi giờ lưng thẳng đi lại vận động dẻo dai vô tư để Dạ không đúng không rồi. không đau Chị nữa. thấy cái phương pháp của nhà cháu nó có khác gì so với những cái phương pháp trước đấy mà chị từng sử dụng không ạ? Có chứ, cái phương pháp điều trị này rất hiệu quả, mà điều trị rất chi là nhanh, mà lại nói chung là nhân viên với bác sĩ ở đây phục vụ rất thì chu đáo tận tình, mà lại rất chi là đoàn kết với cả kể cả bệnh nhân và hòa nhã lắm. Đúng Vâng, rồi. mà qua cái quá trình điều trị là rất kỹ càng. Nói thật với cháu là dì vẫn cứ nói với các bà trong phòng là thoải mái, đây là ngôi nhà thứ hai của mình xuống đây rất là vô tư, rất thoải mái, không có phải lo nghĩ cái gì cả. Đấy, cho nên là giờ dì điều trị xong một liệu trình là dì về, dì nghỉ một thời gian là dì lại xuống liệu trình thứ hai Tuyệt đấy. vời ạ. Thì giống như Di Thục cũng đã cảm nhận và chia sẻ thì ở đây nhà cháu sẽ dùng cái dâu ni gì đấy là cái bảo bối của Hoàng Phúc Thống, Rồi nó được chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược tự nhiên rất là an toàn lành tính, và giống như gì trong cái quá trình liệu trình của Di đấy thì là hoàn toàn mình không phải uống, không phải tiêm gì cả, mà chỉ vâng dùng bằng cái thuốc này, bằng vâng cái dầu Hoàng Phúc Thống này xóa bỏ ngoài da, nhưng mà thông qua cơ chế thẩm thấu vẫn đi sâu vào các tổ chức cơ xương khớp của chúng ta, làm mềm các cái tổ chức cơ bị bó lâu ngày, từ đó giúp giải phóng cái sự chèn ép thần kinh và mạch máu, vâng làm cho khí huyết lưu thông, đồng thời là kết hợp với cái kỹ thuật vật lý trị liệu chuyên sâu của các bạn kỹ thuật viên ở đây và kỹ thuật tác động cuộc sống, cho nên đã điều chỉnh và làm cho gì là có được một cái bộ cuộc sống trở lại bình thường, đường Vâng. cong sinh lý trở lại bình thường, cho nên là gì đi lại vận động sinh hoạt nhẹ nhàng như thế ạ, rất là tuyệt vời. Vâng, thì giờ qua cái video hôm nay thì tôi cũng xin thông báo với các ông, các bà, các quý vị mà bị đau lưng xương khớp, đau xương khớp và nói chung và cũng nói riêng như tôi đây với các bà đang điều trị tại đây. Thì chúng ta là nên cố gắng, nếu mà đau mà nên cố gắng tìm đến cơ sở Hoàng Quốc Thống để chúng ta điều trị cho rất hiệu quả. Vâng, và được nhanh phục hồi như Tuyệt tôi. vời rất cảm ơn chị Thục Vâng. rất là nhiều. Và nếu như quý cô bác và anh chị chúng ta đang gặp phải những vấn đề về xương khớp như là thoái hóa cột sống, thoát vị địa đệm, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân, rối loạn tuần hoàn não do thoái hóa cột sống cổ gây chèn ép cản trở dòng máu lưu thông lên não, các bệnh như là tràn dịch khớp gối, viêm khớp gối, viêm đa khớp, suy giãn tĩnh mạch hay là các di chứng do tai biến mạch máu não, thì mời mọi người có thể đến trực tiếp tại các cơ sở trị liệu của Hoàng Phúc Thống để chúng ta có thể được trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm. Còn nếu như quý cô bạn anh chị chúng ta ở xa và chưa có điều kiện đến trực tiếp tại cơ sở thì mọi người cũng có thể mua cái dầu Hoàng Phúc Thống ngay về nhà và xoa bóp theo cái hướng dẫn của chúng tôi thì nó cũng sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng tuyệt vời ạ.